Hello, chào tất cả các bạn nha. Mình phát hiện đây có rất là nhiều đồ chơi khủng long. Cho nên mình đã chuẩn bị một cái rổ để nhặt này các bạn ơi. Cho các bạn coi nha. Một con Benta Keratop. Con này có một màu đỏ rất là đẹp luôn nè các bạn ơi. Mình sẽ đi nhặt hết những món đồ chơi này lại nha. Keratosaurus. Chúng ta có gì nào, một con Mosasaurus. Các bạn thấy gì không? Một mô hình khủng long bạo chúa T-Rex. Mình sẽ bỏ vào rồi nha. Chúng ta có gì đây? Velociraptor. Chúng ta sẽ đi kiếm tiếp nha. Vẫn còn rất là nhiều đồ chơi luôn nè các bạn ơi. Pachycephalosaurus. Đây là con King Kong thì phải các bạn ơi. Oh my god, một con King Kong. Chúng ta sẽ đi kiếm tiếp nha. Đây là con chim Sinonithosaurus. Rồi, mình sẽ nhặt bỏ hết vào rổ. Mình đã bắt được rồi các bạn ơi. Brontosaurus. Một con khủng long rất là to luôn. Mình sẽ đi kiếm tiếp nha. Có những con khủng long lại bị rớt ở đây nữa nè các bạn ơi. Không biết chỗ nào còn không nha. Một con khủng long màu kiếm Parasaurolophus. Mình sẽ bỏ vào rổ nha các bạn ơi. Chúng ta có gì nữa nào? Một con khủng long đầu tam giác Dracorex. Chúng ta có Indoraptor. Mình sẽ đi kiếm tiếp nha. Không biết còn đồ chơi không. Vẫn còn nha các bạn ơi. Chúng ta có gì nào? Miragaya. Các bạn đoán được đây là con gì không? Đây là một con khủng long Scanosaurus. Mình sẽ tiếp tục nào với con này. Spinosaurus. Con này rất là hung dữ luôn nha các bạn ơi. Con này hùng lắm. Mình sẽ đi kiếm tiếp nha các bạn ơi. Hai con khủng long luôn đang đánh nhau nè các bạn ơi. Đây Onlosaurus và đây không biết là con gì đây. Có vẻ như đây là là một con voi nha các bạn ơi. Mình sẽ bỏ vào rổ. Chúng ta có một cái đầu của con Spinosaurus. Cắn đây nè các bạn ơi. Chúng ta có Onlosaurus. Những món đồ chơi của ngày hôm nay rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đây là những mô hình thôi nhưng mà rất là giống thật luôn nha các bạn. Tiếp tục. Nhìn kỹ nè các bạn ơi. Chúng ta có rất là nhiều đồ chơi khủng long ở đây luôn. Bây giờ mình sẽ nhặt hết những món đồ chơi này lại nha. Acrocanthosaurus. Stegosaurus. Chúng ta có gì nữa nào? Dimetrodon.
Archaeopteryx. Đây là một con chim khủng long đó các bạn ơi. Chúng ta vẫn còn rất là nhiều đồ chơi luôn. Và bây giờ mình không biết nhặt con nào nữa luôn nè các bạn ơi. Chúng ta có gì nào? Đây là con hươu cao cổ đó các bạn ơi. Mình sẽ bỏ đầu nó vào đây nha. Và đây Pentaceratops. Một con Dilophosaurus. Khủng long ba sừng Triceratops. Nó chạy này các bạn ơi, mình đã bắt lại được rồi này. Nigers. Một con khủng long Nigersaurus. Đây con khủng long khổng lồ, đây là cái đầu của T-Rex các bạn ơi. Và bên trong có con Brachiosaurus. Khủng long T-Rex. Đây là con gấu trúc đó các bạn ơi. Và một con vua sơn lâm sư tử. Chúng ta có Pterosaurus. Velociraptor. Vẫn còn đồ chơi nè các bạn ơi. Đây là con khủng long Chamsosaurus. Và Dryzinosaurus. Rất là đẹp luôn đúng không các bạn ơi. Đây có vẻ như là món đồ chơi cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Đây là một con Stegosaurus. Nó có những chiếc gai màu cam đó các bạn ơi. Và đây là tất cả đồ chơi ngày hôm nay của mình. Rất là nhiều luôn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.